Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2491, nếu tôi không đưa thì sao? Cát Thiên Ấn cười khổ, ông ta thật sự không nghĩ rằng sự ích kỷ nhất thời của mình lại gây ra cái kết cục như vậy. Đương nhiên là tình rồi, Cát Thiên Ấn nói. Mạc Thiên Vấn bỗng nhiên quát lớn, Đường Tuấn, cậu học trộm những phương thức bí mật của Hiệp hội Y sư của chúng tôi, bây giờ có nên chủ động giao ra đây rồi không? Các trưởng lão cùng với Cát Thiên Ấn ngẩn ra một lúc, bọn họ tuy rằng lúc này lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng không có nói thêm cái gì. Những phương thức bí mật đó đều là do tôi học được ở Bắc Lâm, theo lý mà nói, những thứ đó đều là của tôi, dựa vào cái gì muốn tôi giao nó cho mấy người. Những phương thức bí mật đều ở Bắc Lâm, có bản lĩnh thì mấy người tự đi mà lấy đi. Đường Tuấn trầm giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy người Cát Thiên Ấn càng thêm bẽ mặt, phương thức bí mật được giấu ở Bắc Lâm, bọn họ sao có thể không biết được chứ, chỉ là bọn họ đã đi vào đó biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không ai tìm được gì giống như Đường Tuấn. Cát Thiên Ấn nói, những phương thức bí mật đó đều là những tâm huyết của trưởng lão hội y sư của chúng tôi, thất truyền đã lâu, hy vọng trưởng lão dược có thể thông cảm cho chúng tôi. Đường Tuấn đảo mắt nhìn qua Cát Thiên Ấn và mấy trưởng lão khác, nói đùa các phương pháp bí mật điều trị thể hồn bị tàn phế ở trong Bắc Lâm. Có phải cũng muốn đưa cho Hiệp hội Y sư không? Mạc Thiên Vấn cười lạnh nói, cậu nhận biết được như vậy đúng là không tồi, nếu hôm nay không lấy được phương thức bí mật, thì cậu cũng đừng hòng rời khỏi Hiệp hội Y sư này. Cát Thiên N cùng với mấy trưởng lão khác trầm mặc. Thứ bọn họ muốn không phải là những phương thức bí mật, mà là y thuật trị liệu thể hồn tàn phế. Nếu có thể độc chiếm được loại y thuật này, thì tương lai của Hiệp hội Y sư sẽ xuất hiện nhiều linh thể. Mà loại y thuật này cũng đại biểu có chút giá trị, một khi biết được linh thể tàn phế có thể chữa khỏi, thì không biết sẽ có biết bao nhiêu người lui tới Trung ương Ngân Hà nữa. Mạc Thiên chính là hiểu được suy nghĩ của mấy người Cát Thiên Ấn, cho nên có thể biết được rõ ràng kết cục của Đường Tuấn. Chỉ cần Đường Tuấn giao ra các phương thức bí mật đó, thì Đường Tuấn chắc hẳn là phải chết. Hiệp hội y sư sẽ không bao giờ cho phép người ngoài có được loại phương thức bí mật đó, hoặc là nói Cát Thiên Ấn sẽ đem những phương thức bí mật này giữ làm của riêng. Ngay cả các trưởng lão của Hiệp hội Y sư cũng không được chạm vào. Mà trong tương lai, Cát Thiên Ấn sẽ đem những phương thức này truyền cho cậu ta. Đến lúc đó cho dù cậu ta không phải là linh thể, thì thân phận địa vị vẫn cao hơn linh thể, thần thể nhiều. Đường Tuấn à Đường Tuấn, cậu vất vả nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là làm áo hỉ cho người ta. Tôi còn muốn cảm ơn cậu nữa đó. Mạc Thiên Vấn trong lòng cười thầm. Ngoại trừ Mạc Thiên Vấn ra. Mấy tàn linh thể Mạc Tinh cũng cảm thấy Hiệp hội Y sư lấy được phương thức bí mật từ trong tay Đường Tuấn, như vậy bọn họ có thể khỏi hẳn giống như Ngụy Đào, đến lúc trở thành linh thể, trở thành người trên người trong một đêm. Mau, mau bắt lại, đám người Mạc Tinh ở trong lòng điên cuồng gào thét. Không gian trở nên trầm tĩnh, tựa hồ tiếng hít thở đều nghe không được. Cuối cùng Cát Thiên Ấn cũng phá vỡ sự trầm tĩnh đó, ông ta nói, trưởng lão dược, cậu nên giao ra đây đi. Phương thức bí mật của Hiệp hội Y sư của chúng tôi không thể giao cho người ngoài được. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói, nếu tôi không đưa thì sao? Cát Thiên Ấn cũng hơi tức giận, nói, vậy thì hôm nay đường trưởng lão ở lại đây đi. Ông ta vừa dứt lời, thì một giọng nói như bị bóp nghẹn vang lên ở phía đại lầu của Hiệp hội Y sư, ai dám giữ lại đường trưởng lão? Thanh âm từ đại lầu của Hiệp hội Y sư vọng xuống trung tâm, hướng Dễ Thành truyền bá đi ra ngoài. Giờ khắc này, cứ hễ là tu sĩ ở trong thành, đều có thể nghe được tiếng thét tức giận đó. Chương 2492, Thần Đế Tha Mạng. Bầu trời phía trên tòa thành Hiệp hội Y sư đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sau đó từ trong lỗ hổng kia bước ra một thân ảnh mang thần thể chu tước, nhìn bề ngoài thực giống như một người đàn ông trung niên. Thân hình người đàn ông trung niên chợt lóe lên, liền ngay lập tức xuất hiện ở đại lầu. Lại giống như U Linh xuất hiện ngay bên trái của Đường Tuấn. Thần Đế Bệ Hạ, sắc mặt Cát Thiên Ấn liền biến sắc. Người xuất hiện chính là Thần Đế Bệ Hạ của Vương Triều Chu Tước. Không hổ là Thần Đế Bệ Hạ, hành động thật nhanh chóng. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại vang lên trong tòa thành của Hiệp hội Y sư, chỉ là không giống như Lý Hoàng, thanh âm này ôn hòa hơn rất nhiều, vang lên bên tai mọi người. Một ông già bay tới, đáp xuống bên phía tay phải của Đường Tuấn. Đan Thanh Lão Quỷ. Sắc mặt Cát Thiên Ấn lại trầm xuống. Ông lão này chính là ông lão Đan Thanh, sảnh trong của Độc Cô Cung.
Bọn họ sao có thể nhận được tin tức nhanh đến vậy chứ? Sắc mặt của Cát Thiên Ấn ngày càng khó ở, ngay từ lúc Đường Tuấn chữa khỏi cho Ngụy Đào, ông ta liền phong tỏa không gian xung quanh, bảo đảm không có bất kỳ tin tức nào có thể truyền ra ngoài. Nhưng chỉ mới được một lúc, thần đế bệ hạ Ly Hoàng cùng với ông lão Đan Thanh đều đã tới rồi. Thần đế bệ hạ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trên khuôn mặt nghiêm khắc kia nở ra một nụ cười, nói, xem ra tôi đã xem thường cậu rồi, để có thể đi một con đường chưa từng xuất hiện ở trong y thuật trước đây. Anh 13 có thể đạt tới trình độ như vậy, hẳn là dựa vào sự giúp đỡ của cậu đi. Đám người Cát Thiên Ấn nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Bọn họ tuy rằng không rõ Đường Tuấn giúp đỡ Ly Thanh Trần cái gì, nhưng nghe ngữ khí của thần đế bệ hạ, liền biết hôm nay thần đế bệ hạ muốn đứng ra bảo vệ Đường Tuấn. Thần đế trong lòng thở dài, thầm nghĩ, nguyên bản ta cho rằng lão 13 chu tước thần thể là trời phù hộ thần triều, hiện tại xem ra hẳn là cũng là dược đường vì hắn trị liệu. Ông lão Đan Thanh liếc nhìn đám người Cát Thiên Ấn, nói Cát Thiên Ấn, đây là cách hiệp hội y sư các người đãi khách sao? Xin hãy đem những lời vừa nói khi nãy rút lại. Khi ông lão Đan Thanh và thần đế bệ hạ nói chuyện, đem khí thế của mình phóng ra không hề che giấu. Thần đế bệ hạ chính là người đứng đầu trong chuẩn thần quân bản, ngoại trừ Cát Thiên Ấn đang ở đỉnh phong của động hư cảnh, những trưởng lão khác đều đã lùi ra phía sau, về phần Mạc Thiên Vấn là loại tu sĩ của cảnh giới hợp thể, lại càng thở hắt một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Các người còn muốn giữ lại dược y sư sao? Giọng điệu băng lãnh của thần đế bệ hạ phát lên. Cát Thiên Ấn ra sức điều hòa lại hơi thở của mình, cả trán đều toát ra mồ hôi, cuối cùng thở dài, nói, không dám. Hừ. Ánh mắt của thần đế bệ hạ liên tục liếc nhìn đám người Cát Thiên Ấn, cuối cùng dừng lại phía trên người của Cát Thiên Ấn đang quỳ rạp dưới chân, nói, dám tính kế dược y sư, nếu không phải tôi không chẳng thèm động thủ với cậu, thì hiện tại liền có thể giết cậu được. Thần đế tha mạng, Mạc Thiên Vấn vội vàng nói. Chương 2493. Hôm nay là do hiệp hội y sư chúng ta đãi khách không chu toàn, mong trưởng lão dược thứ tội. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ đưa thông báo trên dưới. Trưởng lão dược sẽ trở thành hội trưởng danh dự của hiệp hội y sư chúng tôi, địa vị cũng ngang cấp với chúng tôi. Cát Thiên Ấn cúi đầu. Mạc Thiên vẫn nghe vậy, hàm răng nghiến lại. Hội trưởng danh dự, địa vị so với hắn còn cao hơn hẳn mấy bậc. Hội trưởng danh dự thì thôi đi, tôi không có hứng thú, Đường Tuấn cự tuyệt. Nói xong, Đường Tuấn gật đầu nhìn về phía thần đế bệ hạ cùng với ông lão Đan Thanh, rồi hướng đến cái sân bên ngoài. Phòng làm việc ở đại lầu của Hiệp hội Y sư, nhân viên công tác Tiểu Vinh còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Mạc Thiên Vấn đối với cô khi nãy, nhưng nhờ giọng nói của thần đế bệ hạ đã đem cô kéo về từ 9 tầng mây. Không bao lâu sau đó, cô liền nhìn thấy Đường Tuấn từ trong phòng khảo hạch bước ra. Mới gặp không được bao lâu, cái tên gia hỏa này lại xuất hiện ở đây rồi, e rằng khảo sát cũng chỉ đạt đến cấp 5 hay cấp 6 gì đó là cùng. Tiểu Vinh nói thầm trong bụng. Đang do dự không biết có nên đi chế nhạo anh ta vài câu hay không. Đúng lúc, cô chuẩn bị đi ra thì đột nhiên bước chân khựng lại. Đường Tuấn là người đầu tiên từ trong sân bước ra, tiếp theo đó là hội trưởng Cát Thiên Ấn của Hiệp hội Y sư. Chỉ là lúc này bộ dạng của Cát Thiên Ấn không giống như một hội trưởng chút nào, ngược lại, tựa như là một tên sai vặt của Đường Tuấn vậy. Nhưng vẫn chưa hết, còn hai người đằng sau, một là lão già cường giả, hai là nam nhân bảo vệ đứng phía sau Đường Tuấn. Giống như là hai người vệ sĩ. Thần đế bệ hại cung chủ của Độc Cô Cung, Tiểu Vinh lập tức nhận ra hai nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết, lấy tay che lại cái miệng không thể nào khép lại của mình. Không chỉ có cô, những người trong đại sảnh cũng bàng hoàng về cảnh tượng này. Trong đại sảnh, vốn dĩ là đang có rất nhiều nhân viên di chuyển lộn xộn, nhưng lúc này, những nhân viên đó tự động đứng xếp thành hai hàng, tạo cho Đường Tuấn một con đường lớn dài. Tất cả mọi người ngừng mọi hoạt động mình đang làm. Toàn bộ đều nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi đang dẫn đầu. Đến nỗi người ở đằng sau, mặt mày như mất cha mất mẹ của Mạc Thiên Vấn, không ai thèm liếc nhìn một cái. Đường Tuấn rời khỏi Hiệp hội Y sư, lần nữa đi vào Bắc Lâm. Vào lúc này, trong Bắc Lâm lập lòe những đốm sáng, các loại ý niệm theo vầng sáng truyền ra ngoài, ông lão canh cửa đứng ngoài Bắc Lâm thất thần nhìn. Bắc Lâm không biết đã tồn tại được bao lâu rồi. Dược đường lại có thể tìm thấy phương thức bí mật ở trong đó, đúng là duyên phận mà. Ông lão Đan Thanh vuốt râu hồi lâu nói. Ông ta cũng đã từng tới Bắc Lâm rồi, nhưng không thu hoạch được gì cả, không thể nào so sánh được với Đường Tuấn. Chương 2494. Đường Tuấn đứng ở bên ngoài Bắc Lâm, biểu tình nghiêm nghị,
hướng về phía Bắc Lâm mà hành lễ. Song song với lúc Đường Tuấn hành lễ, những đốm sáng phảng phất đó tựa hồ như đều có một hiệu ứng giống nhau, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, cũng hướng Đường Tuấn đáp lễ. Tiên hiền kính trị. Ông lão bảo vệ bên ngoài Bắc Lâm sững sờ ở tại chỗ. Hành lễ xong, Đường Tuấn mới quay mặt lại hướng thần để bệ hạ nói, làm phiền thần để bệ hạ rồi. Thần đế bệ hạ mỉm cười, đối với Đường Tuấn ngày càng thêm vừa lòng. Ông ta một tay bắt lấy tay Đường Tuấn, đối với đám người Cát Thiên Ấn nói, chuyện hôm nay, chư quân đều nên ghi nhớ. Nói xong, ông ta đi về phía trước, mang theo Đường Tuấn dịch chuyển tức thời ra ngoài. Ông lão Đan Thanh liếc nhìn qua đám người Cát Thiên Ấn, thở dài một hơi thật sâu, nói Cát Thiên Ấn, người khách khí như vậy, tương lai sợ là sẽ gây hại cho Hiệp hội Y sư. Nói xong, ông lão Đan Thanh cũng di chuyển tức thời rồi đi. Sau khi thần đế bệ hạ cùng với ông lão Đan Thanh rời đi, Cát Thiên Ấn trầm mặc hồi lâu. Thầy, Mạc Thiên Vấn do dự, tiến lên thấp giọng nói. Cát Thiên Ấn nhìn về phía Mạc Thiên Ấn, đột nhiên hỏi nói, con cảm thấy Hiệp hội Y sư của chúng ta kế tiếp phải làm như thế nào? Mạc Thiên Vấn trầm ngâm nói, thầy, nếu Dược Đường có thể tìm được y thuật trong Bắc Lâm, thì chắc hẳn con cũng có thể. Đệ tử xin thầy được phong tỏa Bắc Lâm, cấm người ngoài tiến vào. Chừng khoảng một ngày, con có thể được giống anh ta, tìm được những phương pháp bí mật. Cát Thiên Ấn nghe vậy, thở dài, nói con thật làm ta thất vọng. Mạc Thiên Vấn ngẩn người ra, nhưng Cát Thiên Ấn lại không cho anh ta cơ hội nói chuyện. Cát Thiên Ấn nói, từ hôm nay trở đi, Bắc Lâm đều sẽ mở cửa bình thường, truyền thống hàng trăm nghìn năm của Hiệp hội Y sư của chúng ta không thể bị mất đi được. Hôm nay có một dược đường đây, tương lai có thể liền có thêm một dược đường nữa, bằng cách này, y sư chúng ta cùng nhau hưởng thịnh. Thầy Đức Hạnh có thừa, chủ động từ đi chức hội trưởng. Vị trí hội trưởng, do trưởng lão Phương đảm nhiệm. Ông ta lại nhìn về phía Ngụy Đào, nói ta nguyện thu con làm đồ đệ, truyền thụ lại y thuật, con có nguyện ý không? Mạc Thiên Vấn nghe vậy, sắc mặt trở nên so với lúc trước khi quỳ trên mặt đất càng khó coi hơn, anh ta vội vàng nói thầy. Trước kia, Cát Thiên Ấn chỉ có một đệ tử thân truyền là anh, cho nên anh ta cậy sủng mà kiêu. Nhưng hiện tại Cát Thiên Ấn cư nhiên ên lại muốn thu Ngụy Đào làm đệ tử, hơn nữa Ngụy Đào hiện tại chính là một không linh thể hoàn hảo, tư chất vượt xa anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thật, tương lai làm sao anh có thể tự xử? Câm miệng, Cát Thiên Ấn hung hăng liếc nhìn Mạc Thiên Vấn quát lên một tiếng. Ngụy Đào do dự, nếu như là lúc trước, cậu tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hiện tại cậu chính là không linh thể, đừng nói là hiệp hội y sư, ngay cả những hiệp hội khác cũng sẽ muốn. Chương 2495. Ta muốn vào Bắc Lâm khổ luyện, con cùng ta đi vào, ta sẽ truyền lại tất cả cho con. Tương lai nếu trưởng lão Phương thoái vị, con sẽ lên làm hội trưởng. Đúng lúc này, bên tai Ngụy Đào vang lên giọng nói của Cát Thiên Ấn. Trong đầu Ngụy Đào hiện lên thân ảnh của Đường Tuấn, chợt gật đầu nói, được. Mạc Thiên Vân ngồi bệt xuống đất, phảng phất như bị mất hết sức lực. Thần triều Chu Tước, bên trong đại điện Chu Tước. Thần đế ngồi ở nơi của đế vương, nhìn xuống phía dưới Đường Tuấn, trầm giọng hỏi, Dược y sư, cậu lần này đại náo hiệp hội y sư, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Tuấn nói, tôi muốn giết thần kiếm thu. Thần đế bệ hạ nhíu mày, nói, thánh tử của thánh địa Thiên Lý. Đường Tuấn gật đầu. Thần đế bệ hạ thật đúng là thông minh, lập tức liền hiểu được, nói cậu tự biết rằng mình không phải là đối thủ của cậu ta, cho nên muốn thông qua y thuật trị liệu thể hồn tàn phế, thu hút vài người đến để giết được bằng được. Ý tưởng thật sự không tồi, nhưng cậu không sợ y thuật bị bại lộ, chính mình biến thành cá chậu chim lồng của người khác sao? Đường Tuấn cười nói, có thần đế bệ hạ ở đây, tôi có gì phải sợ chứ? Thần đế bệ hạ nói, tôi xác thật có thể giúp được cậu. Nhưng tôi có một điều kiện, trợ giúp anh 13 đem thần thể chư tước tăng thêm một bậc. Đường Tuấn nói, yêu cầu này, dù cho thần để không đề cập tới, tôi cũng sẽ làm. Thần đế bệ hạ nói, tốt, đối phó với người thánh địa Thiên Lý, tôi không tiện ra tay, nhưng tôi có thể giúp cậu liên hệ với một vài người nữa. Đại diễn các, là thánh địa duy nhất trong tinh vực Chu Tước, thực lực của đại diễn các thật không thể nào không tin. Đặc biệt là phương thức bí mật của chiến thể đại diễn càng là đệ nhất pháp môn tu luyện thể chất trong tinh vực đờ nhánh tại website Chu Tước. Ở đại diễn các trong một tòa cung điện, các chủ Tô Minh Thao mặt mang một tia u sầu, ngồi ở ghế chủ vị trong đại sảnh. Bên dưới đại sảnh, Thái Hạo cung kính đứng ở một bên, anh vừa mới báo cáo cho Tô Minh Thao về quá trình tu luyện của mình và một vài vấn đề khác. Anh ta trước đây từng trợ giúp Thất Điện Hạ Ly Thanh Kiếm cướp lấy ngôi vị hoàng đế,
nhưng sau khi Ly Thanh Kiến thất bại, anh ta liền trở lại đại diễn các tu luyện. Vẫn là không có cách nào đem những chiến thể đại diễn ở mỗi cảnh giới tu luyện đến cực hạn được sao? Tô Minh Thao lộ ra một nụ cười khổ. Thái Hạo gật đầu, nói thầy, muốn tu luyện thể chất đại diễn thành đến cùng, chỉ sợ rằng chỉ có chiến thể đại diễn mới làm được. Tô Minh Thao thở dài, thầy làm sao không biết được chứ? Chính là bởi vì ông ta biết, cho nên Tô Minh Thao mới hao tổn tâm tư, dốc hết sức lực, dùng những dược liệu khác nhau để cải thiện cơ thể. Cho dù không thể trở thành đại diễn thành hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần có 1/10 là được, đó chính là thứ quan trọng trong việc tu luyện thể chất đại diễn minh thánh. Nhưng thực đáng tiếc, dù cho Tô Minh Thao có dốc hết trí tuệ, cũng không có cách nào khiến cơ thể có thể chất đại diễn thành và trở thành một đại diễn thánh hoàn chỉnh. Chương 2496. Nếu như không thể tu luyện chiến thể đại diễn đến trình độ cao nhất, tương lai cậu cũng giống như tôi, tất cả đều sẽ bị vây khốn ở đỉnh phong của động hư cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Trong ánh mắt Tô Minh Thao lóe lên vẻ không cam lòng nói, Ly Hoàng kia thật sự may mắn, không ngờ trong đám hậu bối lại xuất hiện một thần thể chu tước. Thực lực của ông ta vốn mạnh mẽ, khoảng cách đến cảnh giới thần quân gần hơn so với chúng ta, hiện giờ có thể tham khảo được thần thể chu tước, chắc hẳn ông ta sắp đột phá đến bước kia rồi. Thái Hạo lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, anh ta cũng muốn đặt chân vào cảnh giới thần quân, đáng tiếc đại diễn oác đã gần 10 vạn năm không xuất hiện thánh thể đại diễn. Không có thánh thể đại diễn, cái gọi là pháp môn của thể đại diễn chỉ mạnh hơn một chút so với pháp môn bình thường khác mà thôi. Đúng lúc này, Tô Minh Thao bỗng nhiên nhìn về phía hư không, nói, Ly Hoàng, ông không ở thần cung chu tước của mình giờ đến chỗ tôi làm gì? Theo lời nói của Tô Minh Thao, thần đế Ly Hoàng bước ra từ trong hư không. Ly Hoàng cười nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn cũ, đâu cần nói chuyện như vậy chứ. Tô Minh Thao hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lần này tới đây là có chuyện muốn nói với ông. Thần đế Lý Hoàng mỉm cười thần bí, nói ông muốn đại diễn các của các ông sinh ra một vị thánh thể đại diễn không? Cái gì? Tô Minh Thao bật dậy khỏi ghế. Sau khi từ Dịch Thành trở về Chu Tước Thành, Đường Tuấn ở lại đây 2 ngày. Thần đế đồng ý hỗ trợ. Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh, cho nên 2 ngày nay Đường Tuấn cũng xem như kha rảnh rỗi. Ngoại trừ tu luyện ra, thì thời gian còn lại của anh đều là dành cho việc lấy được rất nhiều bí pháp từ trong Bắc Lâm. Đúng lúc này, ở trong một tòa viện. Anh Dược, thầy nói anh có thể chữa trị linh thể tàn phế, có thật như vậy không? Mộ Thanh hưng phấn hỏi. Lúc này trong sân cũng chỉ có 2 người bọn họ, cho nên Mộ Thanh không đội sa mỏng, thế nên bại lộ khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trong không khí. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu. Ngài Dược, anh lợi hại quá đi. Tuy rằng đã sớm nhận được đáp án từ ông lão Đan Thanh, nhưng lúc này nghe được Đường Tuấn tự mình thừa nhận, Mộ Thanh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Tuấn nói chuyện với Mộ Thanh vài câu, sắc mặt anh biến đổi. Thần đế đưa theo 4 người xuất hiện trong sân. Mộ Thanh lộ vẻ kinh hoàng, cô ấy nhận ra mấy người trước mắt, mấy người này chính là các chủ Tô Minh Thao và Thánh tử Thái Hạo của đại diễn các. Còn có tông chủ Kiều Bất Di của Chiến Thần Tông cùng với Thánh tử Trảm Như Long. Mộ Thanh, chúng tôi có một số việc muốn nói với anh Dược. Thần đế nói. Mộ Thanh hơi giật mình, cô nhìn về phía Đường Tuấn. Đợi đến khi Đường Tuấn gật đầu, cô ấy hành lễ với mấy người rồi mới rời đi. Chương 2497. Thần đế cười đùa nói, xem ra sau này anh Dược sẽ là đại trưởng lão nội điện có quyền lực lớn nhất Độc Cô Cung. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di nhưng không có tâm trạng đùa giỡn, cả 2 nhìn về phía Đường Tuấn, trầm giọng hỏi, chúng tôi đã đến Hiệp hội Bác sĩ thăm Ngụy Đào, linh thể trống rỗng của cậu ta đúng là đã được chữa trị, y thuật của anh mạnh hơn Cổ Thiên Thanh năm đó. Tô Minh Thao nói, đại diễn các tôi muốn một thánh thể đại diễn, anh muốn điều kiện gì? Kiều Bất Di nói, Chiến Thần Tông tôi muốn một vị vạn kiếp bất diệt thể. Thái Hạo và Trảm Như Long nhìn Đường Tuấn, ánh mắt rực cháy. Lúc trước mấy họ vẫn là đối thủ trong bí cảnh thần triều, mà bây giờ Đường Tuấn lại trở thành nhân vật mấu chốt quyết định tiền đồ tương lai của bọn họ, ngay cả thầy của bọn họ cũng không thể không lễ phép đối xử với anh. Loại biến hóa này nếu là người bình thường e rằng không thể tiếp nhận, nhưng tâm tính của 2 người bỏ xa người bình thường, huống chi 2 người cũng biết hiện tại địa vị của Đường Tuấn có thể sánh ngang với thầy của bọn họ. Đường Tuấn nói, chắc hẳn thần đế đã nói với mọi người rồi, tôi muốn giết thần kiếm thu. Ngoài việc đó ra tôi muốn tài nguyên trên đây. Anh lấy ra một mảnh giấy, tên giấy chi chít đầy đủ các loại tài nguyên, những tài nguyên này là thứ cần thiết để Đường Tuấn tu luyện châm cứu thần bí cấp 3. Tô Minh Thao nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua,
lập tức khế biến sắc. Kiều Bất Di cũng cầm qua đó nhìn, gương mặt lộ vẻ khó xử, nói, những dược liệu này đều vô cùng trân quý, cho dù chúng tôi siêu tầm phong phú, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lấy ra một nửa. Trong lòng Đường Tuấn nhất thời vui vẻ. Nếu như dựa vào mình anh mà muốn thu thập được một nửa tài nguyên, e rằng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Vốn anh cho rằng có thể lấy được 1/3 tài nguyên từ trên người hai người đã là tốt rồi, bây giờ có thể có một nửa đã vượt qua dự liệu của anh. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di liếc nhau, trầm ngâm nói, về phần giúp cậu giết thần kiếm thu, chuyện này không có khả năng. Sau lưng ông ta là thánh địa thiên lý của tinh vực huyền vũ, không phải thế lực chúng tôi đắc tội được, tuy nhiên chúng tôi có thể giúp anh ngăn cản đám người dần lộ, cho cậu cơ hội quyết chiến một mình với thần kiếm thu. Được. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý nói, bây giờ tôi muốn tài nguyên mà các người có thể lấy ra trên tờ giấy kia, đương nhiên coi như thù lao, trước hết tôi có thể cải tạo một nửa thể chất của hai người bọn họ, một nửa còn lại chờ sau khi giết được thần kiếm thu tối sẽ hoàn thành. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Sở dĩ do dự là bởi vì bọn họ sợ Đường Tuấn bị thần kiếm thu giết chết, không cách nào hoàn thành một nửa cải tạo thể chất khác. Nhưng có thần đế bảo vệ, bọn họ không dám chèn ép Đường Tuấn quá đáng. Làm phiền anh dược rồi. Trảm Như Long và Thái Hạo đồng thời cảm ơn Đường Tuấn. Chương 2498, tốt nhất bọn họ nên tỉnh ngộ đi. Thần đế bỗng nhiên nói, nếu như cậu thật sự dự định giết chết thần kiếm thu thì phải mau chóng ra tay đi. Tôi điều tra được rằng hiện tại ông ta đang trốn trong thành Thiên La của Dần Thiệp, nghe nói đã xây dựng mối liên hệ với tinh vực huyền vũ, rất nhanh sẽ có người đến đưa ông ta trở về. Đường Tuấn lập tức cảm thấy bây giờ thời gian vô cùng gấp. Nếu như anh mặc kệ cho thần kiếm thu trở về, vậy lần sau muốn giết ông ta không biết sẽ đến khi nào. Tuyệt đối không thể để ông ta quay về. Trong lòng Đường Tuấn quyết định, chỉ cần có thể giết chết thần kiếm thu, báo thù cho bà Hỏa, anh không hao tốn chút sức lực. Trong hư không bên ngoài tinh vực Chu Tước, từng viên thiên thạch cực lớn trôi nổi trên không trung, nơi xa còn có thể nhìn thấy từng ngôi sao khổng lồ tản ra nhiệt quang. Mà ở trung tâm của quần thể thiên thạch lại có một tòa thành trì này chính là thành Thiên La. Tuy rằng thành Thiên La ở chốn tinh vực Chu Tước không được tính là đại thành, nhưng địa vị lại cực kỳ đặc biệt. Bởi vì Dần Thiệp quanh năm ở trong thành Thiên La này chính là nhà của ông ta. Là cường giả siêu nhiên xếp thứ 3 trên chuẩn thần quân bảng, thực lực của Dần Thiệp khỏi cần nghi ngờ, cho nên gần như không ai dám nảy sinh suy nghĩ lệch lạc đối với thành Thiên La. Ở trên một tòa tháp cao tại trung tâm thành Thiên La, một lão giả mặc trường bào màu trắng đang nhìn về phía tinh hà trong hư không. Hai mắt ông ta híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, thoạt nhìn tựa như một ông lão ôn hòa. Nhưng người biết rõ ông ta thì nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì lão giả này chính là Dần Thiệp được xưng cửu thế thiện nhân, nhưng càng nhiều người thích gọi ông ta là Ngụy Thiện Nhân. Dần Thiệp quan sát tinh hà không biết nhìn bao lâu, ông xoay người lại tươi cười sán lạn nói, thần kiếm thu, ông đã liên lạc với người của thánh địa thiên lý các ông chưa? Trong tháp cao phía sau ông ta, thần kiếm thu khoanh chân ngồi đó, trong tay cầm một tấm lệnh bài kỳ lạ, từng đợt ba động tản phát ra từ trong lệnh bài. Thần kiếm thu hồi lệnh bài, lạnh lùng nói, tất nhiên liên quan rồi. Mặc dù trong thánh địa có nhiều người muốn thay vị trí của tôi, nhưng tôi có phúc trong người, bọn họ không làm gì được tôi. 3 ngày sau, tôi sẽ ở thành Thiên La bày pháp trận, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới đón tôi rời đi. Dần Thiệp nói, như vậy là tốt nhất, ông đợi trong thành Thiên La mặc dù an toàn, nhưng chỉ sợ có điều bất chắc. Thần kiếm thu châm chọc nói, vậy thì thế nào? Tôi là thánh tử của thiên lý thánh địa, chẳng lẽ bọn họ thật sự dám đến giết tôi? Ông ta liếc mắt nhìn Dần Thiệp, nói, hơn nữa, có ông ở đây, ở nơi này tinh vực Chu Tước lại có bao nhiêu người có thể giết được tôi chứ? Dần Thiệp cười nhạt, trong nụ cười hiện ra vẻ tự tin vô cùng. Với tư cách cường giả cái thế cả trần thần quân bảng, ông ta có tính miệt thị người khác. Dần Thiệp nhìn về phía hư không, thấp giọng nói, 3 ngày, qua rất nhanh. Thần kiếm thu lạnh nhạt nói, 3 ngày chắc chắn qua rất nhanh. Ngược lại tôi hy vọng bọn họ có thể thật tới giết tôi, để trước khi quay về giết được nhiều hơn mấy người, đề cao uy danh của thiên lý thánh địa tôi. Dần Thiệp cười nói, thiên lý thánh địa vốn đã được truyền khắp tinh hà rồi, cần gì phải mượn những tên nhóc ở tinh vực Chu Tước để đánh bóng tên tuổi. Thần kiếm thu híp mắt nói, tốt nhất bọn họ nên tỉnh ngộ đi. Chương 2499i, chỉ là mấy đứa lâu la, ông đã sợ rồi sao? 3 ngày qua rất nhanh.
Thần kiếm thu đi ra tháp cao, cả người ông ta tỏa ra một luồng khí tức yếu ớt. Dần Thiệp hỏi, vết thương của ông thế nào rồi? Thần kiếm thu nói, thần văn chứa thiên địa chí lý, sức mạnh mà khi nó phát nổi sinh ra làm bị thương bản nguyên của tôi. Trong thời gian ngắn không thể thu bổ, bây giờ tôi cũng chỉ là làm ổn định vết thương, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần trở lại thánh địa mới được. Trong mắt ông ta ngập tràn sự hận thù, cắn răng nói, bà già đáng chết đó, lại dám tính toán với tôi như vậy. Nếu như không phải là hỏa linh tộc đã diệt tộc, tôi nhất định phải để cho bọn họ phải diệt tộc một lần. Trong lòng Dần Thiệp hơi xúc động nói, một quả ngũ hành thần văn chỉ có sức phá hủy như vậy, thật có chút đáng tiếc. Lời nói vừa vang lên, mặt Dần Thiệp biến sắc, ông ta nhìn về phía tinh hải. Nơi sâu nhất ở tinh hải, mở ra một khoảng gian, mười mấy tu sĩ toàn thân mặc hắc bào chậm chậm bước ra từ trong không ra, hai người dẫn đầu lại là tu sĩ đạt đỉnh phong của động hư cảnh. Những người còn lại, trừ một người bên ngoài biên giới, toàn bộ đều là động hư cảnh. Sắc mặt Dần Thiệp hơi xây sầm, cất cao giọng nói, các người là ai? Giết! Những người mặc hắc bào kia không có trả lời, nói một chữ lạnh như băng. Mười mấy người hóa thành một trận lưu quang, hướng thành thiên la vào tới, khí thế cường đại đem trong tinh không vẫn thạch chấn vỡ. Lại thật sự có những người không biết sống chết sao? Ánh mắt thần kiếm thu chăm chú nhìn về phía những tu sĩ mặc hắc bào, giọng nói tràn đầy sát ý. Dần Thiệp khẽ nhíu mày. Nói tôi nhìn bọn họ có chuẩn bị mà đến, nếu không tôi mở trận pháp trong thành thiên la ngăn trở bọn họ. Dần Thiệp sống ở thành thiên la đã rất lâu, thành thiên la đã sớm bị ông ta chế tạo thành một pháo đài chiến tranh, thậm chí có thể vượt qua hư không. Mặc dù hai người mặc hắc bào dẫn đầu có tư vi đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng ông ta mở trận pháp, đủ để ngăn trở bọn họ. Mặt thần kiếm thu đầm đầm sát khí, khinh thường liếc Dần Thiệp. Nói, chỉ là mấy đứa lâu la, ông đã sợ rồi sao? Sắc mặt Dần Thiệp cứng đờ, trong lòng có chút tức giận. Ở trong thành thiên la, cho dù thần đế và độc cô lão ma liên thủ, ông ta cũng dám đánh một trận. Dù nói như vậy, nhưng ông ta vẫn sợ thần kiếm thu xảy ra chuyện. Trong mắt thần kiếm thu lóe sáng, nói còn cách thời gian người của thành địa một tiếng nữa, đúng lúc tôi có thể thả lỏng gân cốt. Nói xong, ông ta bay ra ngoài từ trong tháp cao. Sắc mặt Dần Thiệp hơi nghiêm lại, nếu như không phải là thần kiếm thu hứa cho ông ta khá nhiều đồ tốt, ông ta cũng không muốn giao thiệp với loại người coi thường người khác này. Mặc dù trong lòng Dần Thiệp không cam tâm, nhưng ông ta cũng không dám để cho thần kiếm thu xảy ra chuyện, lúc này quát lên, hai tên đỉnh phong của động hư cảnh giao cho tôi. Ông đừng đùa quá mức. Lúc nói chuyện, Dần Thiệp đã nói toàn bộ ra, vững vàng cầm chân hai tên tu sĩ cầm đầu có đỉnh phong của động hư cảnh tu sĩ. Hai người đỉnh phong của động hư cảnh cũng có cảm giác sẽ đánh nhau với Dần Thiệp. Thần kiếm thu cười nhạt, nói yên tâm, bọn họ còn chưa đủ để tôi giết đâu. Có Dần Thiệp ngăn trở kia hai tên đỉnh phong của động hư cảnh, ông ta không coi người khác ra gì. Ông ta trực tiếp lao đến trước mặt một tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ, mở bàn tay, hóa thành lốc xoay ép xuống. Hư không rung động, khi tức lưu chuyển một cách hỗn độn. Chương 2500, tôi không tin. Tên tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàn tay có lốc xoay xuất hiện trên đỉnh đầu anh ta, hai tay anh tay chặn lại, cả người đột nhiên rơi xuống, nôn ra máu tươi, nhuộm máu tinh không. Chỉ một chưởng, thần kiếm thu đã làm trọng thương một vị tu sĩ động hư cảnh sơ kỳ. Rác rưởi. Thần kiếm thu bàn tay về, khinh miệt nhìn mười mấy tu sĩ, khinh thường nói. Rút lui. Có người mặc hắc bào cứu tên tu sĩ bị trọng thương về, quát lên với mấy người còn lại. Rút lui, có thể được sao? Thần kiếm thu hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, cơ thể ông ta hóa thành một luồng lưu quang, xông về phía người có tu vị đạt cảnh giới hợp thể duy nhất. Hôm nay ông ta chỉ giết động hư cảnh sơ kỳ, mặc dù có nội tình, nhưng muốn nhanh chóng giết chết một vị tu sĩ động hư cảnh vẫn có chút khó khăn. Nhưng giết một tên đạt cảnh giới hợp thể đối với ông ta mà nói chỉ như chém dưa bầy đồ ăn. Ngay cả một tên đạt cảnh giới hợp thể cũng dám tới giết tôi, hôm nay tôi khiến các người không có đường trở về. Thần kiếm thu không thể che giấu ý giết người tàn bạo trong mắt. Tốc độ của ông ta nhanh đến mức cực đại, lập tức xuất hiện trên trời chỗ người đạt tu vi cảnh giới hợp thể. Bàn tay ông ta lại đè xuống. Một chiêu có thể giết anh, thần kiếm thu rất tự tin. Nhưng mà,
ánh mắt tên tu sĩ cảnh giới hợp thế nhìn ông ta vô cùng bình tĩnh, đánh ra một trường. Hai trường đụng nhau, hư không chảy loạn cuồn cuộn, một lực chấn động như sóng gợn tỏa ra xung quanh. Cơ thể người tu sĩ cảnh giới hợp thể đó rơi xuống, cũng không nôn ra máu. Anh ta lại có thể tiếp nhận một trường này. Làm sao có thể, đồng tử thần kiếm thu co rút nhanh, dường như không dám tin. Một trường này của ông ta chắc chắn có thể làm bị thương tu sĩ động hư cảnh, lại không đả thương được một người cảnh giới hợp thế. Tôi không tin, trong lòng thần kiếm thu tức giận, lại ra tay với người nọ. Trong tinh không, cơ thể hai người xông vào nhau, tùy ý thần kiếm thu ra tay, tên tu sĩ cảnh giới hợp thể kia cũng chỉ hơi lép vế. Tu sĩ cảnh giới hợp thể này chính là Đường Tuấn. Còn tu sĩ đỉnh phong của động hư cảnh kia là Tô Minh Thao và Kiều Bất Di. Những người khác là thuộc hạ của hai người bọn họ. Một trường vừa rồi của thần kiếm thu, Tiểu Kim đã đại đa số sức mạnh cho anh. Sức mạnh còn dư lại, bản thân Đường Tuấn có thể chặn. Không chỉ thần kiếm thu, ngay cả hai người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều bị dọa mà kinh hãi. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp vị này dược y sư, anh ta không chỉ có y thuật hơn người, ngay cả thực lực tu vi cũng mạnh hơn so với Thái Hạo và Trảm Như Long. Lại có thể so với người tu vi động hư cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khiến người ta khó mà tin tưởng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2500.